Xin chào tất cả quý vị. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những ký ức đau thương của dân Việt Nam trong những ngày tháng cuối cùng của 30 tháng 4 năm 1975. Đã là người Việt Nam, chúng ta không thể quên được những ngày tháng kinh hoàng đó. Để nhắc lại, Thanh Xuân sẽ đọc bản tin tức cuối cùng trên đài phát thanh Sài Gòn do cô xứ ngôn viên Mai Liên đọc trước ngày 30 tháng 4. Bản tin như sau. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tổng kết tin tức trong 2 tháng từ trung tuần tháng 3 đến thượng tuần tháng 4. Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 3, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân, bỏ trọn vùng cao nguyên Kon Tum, Pleiku, bang Mê Thuộc. Dân chúng bắt buộc phải di tản đường bộ theo quốc lộ số 7, một con đường bỏ hoang từ thời kỳ Pháp thuộc. Ngày 19 tháng 3, Phú Bổn và phần còn lại của Quảng Trị thất thủ. Huế và Đà Nẵng bị đe dọa nặng. Dân tị nạn đổ dồn về Đà Nẵng. Cầu Không Chận được thiết lập nối liền Sài Gòn, Đà Lạt. Ngày 20 tháng 3, dân tị nạn đổ về hướng Nam trong cảnh chết chóc. An Lộc thất thủ. Huế đang ở trong vòng kềm của Cộng quân. Tính đến nay, Cộng quân đã chiếm 8 tỉnh trong số 44 tỉnh của miền Nam. Ngày 24 tháng 3, Huế thất thủ. Bắc Việt tấn công Quảng Đức, Gia Nghĩa, Khánh Dương. Có thể nói lần tấn công này mạnh hơn hồi Tết Mậu Thân. Ngày 23 tháng 3, một tàu chở dân tị nạn Huế bị bão đánh chìm ngoài biển Đà Nẵng. Trời không tha dân lành. Đến ngày 24 tháng 3, Tam Kỳ tức Quảng Tín bị thất thủ. Quảng Đức và Quảng Ngãi cũng rơi vào bọn tay Cộng quân. Ngày 25 tháng 3, dân số ở Đà Nẵng lên tới 1,5 triệu. Tổng thống Thiệu yêu cầu Thủ tướng Trần Thiện Kim cải tổ nội các. Và ngày 26 tháng 3, nhiều đơn vị quân đội bắt đầu hỗn loạn, mất tinh thần. Trong những cuộc tháo chạy, nhiều cảnh thanh toán nhau diễn ra tại Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 3, Đà Nẵng lâm nguy trước các mũi dùi của Bắc Việt. Bảo Lộc, Lâm Đồng cùng chung số phận. Trong khi đó, ở Sài Gòn, tướng Kỳ Thái xuất hiện, đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Hai nghị sĩ, một giáo sư, ba tướng lãnh và ba ký giả bị bắt vì âm mưu đảo chánh. Dân tị nạn lên tới 2 triệu. Ngày 28 tháng 3, Hội An, Lâm Đồng lọt vào tay Cộng quân. Đà Nẵng vô cùng nguy ngập. Và ngày 29 tháng 3, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa neo tàu ngoài biển khơi Đà Nẵng để chỉ huy binh lính, dân chúng không còn đường để tháo chạy. Vào ngày 30 tháng 3, đúng 3 giờ sáng, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút bỏ Đà Nẵng, mặc dù các đơn vị đang còn giao tranh ác liệt với Bắc Việt. Cuối cùng, ngày 31 tháng 3, Quy Nhơn bị tấn công. Nha Trang bị pháo kích, dân miền duyên hải này ùa nhau kéo về Sài Gòn. Khối Phật giáo Ấn quang xuống đường đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Hoàng Bảo Đại tuyên bố tại Paris sẵn sàng làm trung gian cho hai bên tại miền Nam. Thưa quý thính giả, vào ngày mùng 1 tháng 4, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang hoàn toàn lọt vào tay phía Bắc Việt. 14 trên 44 tỉnh của miền Nam bị mất.
Bác Việt kêu gọi dân chúng tự động đứng lên lật đổ Tổng thống Thiệu. Vào ngày mùng 2 tháng 4, đa số tuyệt đối thượng nghị sĩ tại Thượng viện Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh kết án Tổng thống Thiệu và đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Tại Paris, bà Nguyễn Thị Bình tuyên bố một cuộc tấn công vào cảng Sài Gòn rất có thể xảy ra. Ngày mùng 3 tháng 4, qua trung gian của phái đoàn mặt trận tại Tân Sơn Nhất, phía mặt trận cho biết sẵn sàng ngưng chiến và hòa đàm với một chính phủ không có Tổng thống Thiệu. Hội đồng tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Tổng thống Thiệu từ chức. Đến ngày mùng 4 tháng 4, Thủ tướng Kim từ chức, Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn làm Thủ tướng. Mặt trận tuyên bố thẳng rằng họ chỉ thương thuyết khi Tổng thống Thiệu ra đi. Một âm mưu đảo chánh khác bị lộ, nhiều người bị bắt. Cần Thơ bị pháo kích lần đầu kể từ 7 năm nay. Và một máy bay Mỹ chở cô Nhi tị nạn rơi gần Sài Gòn. Ngày 6 tháng 4, một đơn vị nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa tự động chiếm lại Nha Trang, nhưng rồi cũng không giữ được lâu. Đến ngày 8 tháng 4, Dinh Độc Lập bị dội bom, nên phi công lái máy bay ra vùng mặt trận mở diễn. Xe tăng Việt Cộng mở cuộc tấn công Châu Thành cách xa Sài Gòn 30 cây số. Đến ngày 9 tháng 4, chiến trường Xuân Lộc bùng nổ, Hà Nội gửi phi cơ vào những vùng mới chiếm đóng. Các phong trào nhân dân ở Sài Gòn tiếp tục đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Đến ngày 14 tháng 4, nội các Nguyễn Bá Cẩn trình diện. Ngày 15 tháng 4, xe bom lớn nhất miền Nam tại Biên Hòa bị cộng quân đặt chất nổ phá tan. Phi trường Biên Hòa bị pháo tới tấp. Và ngày 16 tháng 4, Phan Rang thất thủ. Đến ngày 17 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh đòi Tổng thống Thiệu từ chức để cứu vãn tình hình. Đến ngày 18 tháng 4, 10 sư đoàn Bắc Việt gồm 100.000 quân thiên chuyến tập trung cách Sài Gòn 19 cây số. Ngày 19 tháng 4, trưởng phái đoàn mặt trận giải phóng đòi các nhân viên Mỹ, kể cả đại sứ Martin, rời khỏi Sài Gòn trước khi có thể có hội đàm. Và ngày 20 tháng 4, Phan Thiết thất thủ. 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức, trao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Mặt trận giải phóng không chịu và đòi nói chuyện với chính phủ không có người của Tổng thống Thiệu. Ngày 23 tháng 4, Hàm Tân thất thủ. Căn cứ không quân Biên Hòa dời về Sài Gòn. 125.000 quân Bắc Việt và mặt trận đang vây 55.000 quân Việt Nam Cộng Hòa quanh Việt khu thủ đô. Tại Đại học Tulane ở New Orleans, Tổng thống Ford tuyên bố với nước Mỹ chiến tranh Đông Dương đã chấm dứt. Ngày 24 tháng 4, nội các Nguyễn Bá Cẩn từ chức. Đến ngày 25 tháng 4, Tổng thống Hương cử một phái đoàn tổng trưởng đi Hà Nội, nhưng Bắc Việt bác đề nghị đó. Ngày 26 tháng 4, Quốc hội bằng lòng trao quyền cho bất cứ ai do Tổng thống Hương chỉ định. Đến ngày 27 tháng 4, đường Sài Gòn-Vũng Tàu bị cắt đứt. Và đến ngày 28 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh chính thức nhậm chức Tổng thống, nghị sĩ Vũ Văn Mẫn làm Thủ tướng. Cộng quân vẫn không chấp nhận đề nghị hòa đàm, và họ vẫn đánh.
Cuối cùng, ngày 29 tháng 4, phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo dữ dội. Thủ tướng Vũ Văn Mẫn ra lệnh người Mỹ phải rút khỏi Việt Nam tức khắc trong vòng 24 tiếng. Đài phát thanh mặt trận giải phóng đòi chính quyền Sài Gòn phải đầu hàng. Thưa quý thính giả, phần tổng kết tin tức của chúng tôi chấm dứt. Xin kính chào quý thính giả. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một cột mốc đen tối trong lịch sử của Việt Nam, khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và miền Nam rơi vào tay lực lượng Cộng sản Bắc Việt. Đối với nhiều người miền Nam, đó là một ngày của hoảng loạn, tan vỡ và sự bất lực trước khi thấy tương lai của họ chìm vào bóng tối. Thành phố Sài Gòn, một biểu tượng của sự tự do và nền kinh tế phát triển, trở thành trung tâm của những cảm xúc đau đớn và thất vọng trong ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trên các đường phố, tiếng pháo kích và tiếng đạn nổ vọng lại khi quân Bắc Việt tiến dần về Sài Gòn. Dân chúng, quân lính và cả các quan chức chính quyền đều chìm trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Nhiều người cố gắng tìm đường rời khỏi thành phố, bám víu vào những hy vọng mong manh cuối cùng. Hình ảnh những đám đông tụ tập tại sân bay Tân Sơn Nhất và dọc bến cảng là những dấu ấn khó phai của một thời kỳ hỗn loạn. Những cuộc chạy trốn, tìm kiếm tự do trở thành một trong những trang sử đẫm nước mắt của cuộc chiến tranh kéo dài suốt 20 năm. Trong khi đó, nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hiểu rằng cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Nhiều đơn vị, quân đội tan rã và không ít sĩ quan đã chọn cách bỏ vũ khí. Đối với họ, đây không phải là một sự lựa chọn dễ dàng mà là một cuộc đấu tranh nội tâm giữa trách nhiệm với đất nước và nỗi lo cho gia đình, bản thân. Nhiều anh hùng chiến trận, những người đã từng bảo vệ đất nước bằng cả tính mạng, giờ đây phải đối diện với thực tế phũ phàng của thất bại. Một số đã chọn cách tiếp tục chiến đấu nơi đến hơi thở cuối cùng, nhưng số khác đành buông súng, hy vọng vào một tương lai bất định dù đầy nguy hiểm và đau khổ. Tâm trạng chung của người dân Sài Gòn trong những giờ phút cuối cùng đó là sự bất lực. Những ai đã từng tin tưởng vào một nền dân chủ và tự do giờ đây phải chứng kiến mọi thứ sụp đổ. Bầu không khí ở Sài Gòn không chỉ là sợ hãi mà còn là sự tiếc nuối, những gia đình bị chia cắt, những giấc mơ bị phá vỡ và những người lính đã hy sinh tính mạng trở thành những ký ức đau thương của một đất nước chia cắt bởi chiến tranh. Giữa sự hỗn loạn đó, những nỗ lực di tản của người Mỹ và đồng minh càng khiến cho Sài Gòn thêm rối loạn. Nhiều người dân đã cố gắng chen chúc lên các chuyến máy bay hoặc thuyền để thoát khỏi miền Nam trước khi quân Bắc Việt chiếm đóng hoàn toàn. Hình ảnh trực thăng Mỹ bay từ nóc tòa nhà Đại sứ quán Hoa Kỳ bỏ lại hàng ngàn người phía sau đã trở thành biểu tượng của sự tuyệt vọng và bế tắc. Chiếc xe tăng của quân giải phóng cán qua cổng Dinh Độc Lập vào buổi trưa 30 tháng 4, kết thúc cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Cảm giác tuyệt vọng và tan vỡ lan tỏa khắp Sài Gòn. Đây chỉ là một thời điểm mà những người dân Việt Nam không thể quên. Họ mất đi tất cả, nhà cửa, cuộc sống và cả hy vọng. Một trang sử đã khép lại, nhưng những nỗi đau và ký ức vẫn còn in sâu trong lòng của bao thế hệ người Việt Nam.